nổi cái tiền mà ba mẹ bạn bệnh một cái, bạn tiết kiệm tiền, ví dụ bạn muốn mua nhà, mua đất hay bạn lo cho vợ cho con của bạn đi, cái ba bạn mà bệnh cái hay mẹ bạn bệnh cái tiền bay. Như thế nào gọi là nghỉ hưu? Như thế nào gọi là nghỉ hưu với đám đông, với số đông? Hoặc là Nhi sẽ nói với cá nhân Nhi. Nhi sẽ thấy nghỉ hưu đó là cái mà Nhi có thể dành thời gian được cho gia đình và người thân chẳng hạn. Mình tích cái đầu tiên gọi là có thể dành thời gian được cho gia đình và người thân cho mọi người. Rồi, bạn có nhà, có cửa, có xe, có những cái thứ di chuyển đi lại và các bạn không phải lo lắng nữa. Được giờ đó gọi là nghỉ hưu phải không? Rồi các bạn ăn uống các bạn không phải nghỉ nữa, cầm cái thẻ đi chợ, đi mua, đi quẹt, không cảm thấy lo lắng là tháng này phải chi trả bao nhiêu cho chuyện ăn uống của mình. Có bảo hiểm lo cho bạn, tức là nếu như ngày mai bạn bị đi vô bệnh viện đi, trả tiền viện phí quá nặng, ung thư hay bệnh tật, bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn chẳng hạn. Rồi bạn mua cổ phiếu hay là tiền tiết kiệm để mà mỗi tháng bạn có tiền dư ra, ví dụ bạn muốn mời người này người kia đi ăn, rồi bạn bè bạn, rồi ba mẹ bạn hay cho người này người kia chút đỉnh. Bạn có tiền để bạn có thể đi du lịch thế giới nếu bạn muốn. Được chưa? Và khám chữa bệnh được những ở cái nơi chất lượng và an toàn, và bạn cảm thấy bản thân mình được nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ về những cái điều đó nữa. Được chưa? Đó gọi là nghỉ hưu. Đó gọi là nghỉ hưu đối với Nhi. Thì nếu như tất cả những cái này Nhi đã tích rồi thì đó gọi là nghỉ hưu đối với Nhi. Tức là ngày mai nếu như Nhi đi lại nhưng không có vấn đề gì lo anh chị, nhưng không có tiền để mà trả tiền di chuyển của Nhi, được chưa? Nhi không có lo là Nhi không có tiền hàng tháng để mà Nhi ví dụ như đi chơi với con, ăn uống với con, lo cho con, tiền khám chữa bệnh cũng vậy. Ok, Nhi không có lo là ngày mai Nhi nhập viện là Nhi sẽ chết tại vì Nhi không có tiền trả bệnh viện. Hoặc là tiền bảo hiểm, rất là Nhi đã trả tiền bảo hiểm cho Nhi và Eva và chị giúp việc. Đó là những người thân cận của Nhi mà Nhi cần phải lo. Tại sao Nhi phải trả tiền bảo hiểm đó? Tại vì ở Sinh cái chi phí y tế nó rất là cao, nếu các bạn không có cái đó thì các bạn sẽ rất là khổ. Giờ có khi đổ nợ để trả tiền bác sĩ, cái này rất là nhiều bạn biết rồi. Thì như Hoàng hỏi, Nhi nói đúng, Nhi đã lo được hết cái này ở cái tuổi 27. 27 tuổi Nhi đã giải quyết xong cái vấn đề này rồi. Rồi, rồi các bạn, Nhi sẽ cho thêm các bạn là lý do tại sao các bạn nên lên kế hoạch nghỉ hưu từ bây giờ. Kể tại vì Nhi nghĩ đối với Nhi, Nhi thấy ngay bây giờ nó rất là quan trọng. Những các bạn còn trẻ, Nhi không muốn, Nhi nghĩ các bạn đang được trải qua cái đó rồi. Ba mẹ mình trở thành gánh nặng cho mình, ba mẹ mình trở thành cái cục nợ cho mình. Ngược lại như họ nói, mình là cái cục nợ của họ hồi xưa, thì khi họ lớn lên họ sẽ là cái cục nợ lại của mình. Nhi nói thẳng luôn, nổi cái tiền mà ba mẹ bạn bệnh một cái, bạn tiết kiệm tiền, ví dụ bạn muốn mua nhà, mua đất hay bạn lo cho vợ, cho con của bạn đi, cái ba bạn mà bệnh cái hay mẹ bạn bệnh cái, tiền bay, banh chành, là coi như xong. Ước mơ tiêu tan, dự tính tiêu tan, tất cả mọi thứ tiêu tan. Và sau đó các bạn cãi lộn với nhau, các bạn oán trách nhau, các bạn đổ lỗi cho nhau. Như đã làm cái video mà cách để chia tiền khi mà kết hôn hay là ở với nhau thành một cặp đôi, các bạn có thể tìm lại cái video đó, team cũng sẽ cho các bạn cái đường link đó, được chưa? Để các bạn thấy cái kiến thức của như vậy là nó link với nhau, nó kết nối với nhau để cho bạn hiểu cái vấn đề trong cuộc đời của bạn cặn kẽ và gọn gẽ hơn. Đầu tiên, tại sao bạn phải lên kế hoạch cho cái chuyện nghỉ hưu của mình là bởi vì cái tiền nhà nó cũng sẽ tăng lên theo thời gian bởi vì lạm phát. Yeah. Rồi cái nhu cầu mà bản thân của bạn, sức khỏe của bạn không cho phép nữa chẳng hạn, bạn sẽ yếu dần đi. Yeah. Rồi nếu như tiền như gọi là lãi kép, những bạn muốn hiểu về lãi kép các bạn có thể tham gia lớp học của Nhi. Ok, cái lớp hai không ghét như vậy cho các bạn rất là nhiều về lãi kép, cũng như là tại sao bạn phải đầu tư sớm, tại sao bạn phải vận hành doanh nghiệp, làm sao để bạn kiếm được nhiều tiền hơn song song với cái tiền mà bạn đang có. Thì có trong cái lớp học đó Nhi cũng đã dạy cho các bạn, học với Nhi rất là nhiều. Các bạn có thể hashtag hay không ghét để mà đọc review của những bạn kia, đi vô đó chat với tụi nó thẳng luôn, hỏi ê bà Nhi bà vô đó bà có lùi gà hay bà có sạch đó gì không, hay bà nói thiệt vậy và tại sao bà không dạy YouTube. Có những thứ nhưng không thể dạy YouTube được, có những thứ nhưng không dạy YouTube được, không phải là Nhi ém hay Nhi giấu, mà các bạn phải ngồi đó để hỏi Nhi câu hỏi. Tức là bạn nói chị Nhi khúc này em không hiểu, chị trả lời sau cho em thử, thì lúc đó Nhi mới giúp được. Còn trên này Nhi chỉ cho các bạn về lý thuyết, Nhi không được gặp mặt các bạn trực tiếp, Nhi không được nói chuyện với các bạn trực tiếp, Nhi không hiểu là bạn đang dốt chỗ nào để Nhi vá cái lỗ thủng chỗ đó. Lặp lại, Nhi không thể giúp các bạn nếu Nhi không ngồi chung với các bạn để Nhi hỏi coi là bạn không hiểu khúc nào. Tại vì kiến thức nó rất là bự, và nếu như nó bự như vậy làm sao để chúng ta xé nhỏ nó và quăng lên đây để mà thích hợp với từng người. Như nó ví dụ một bạn vô học với Nhi mà đang 19 tuổi sẽ khác với một bạn đang học với Nhi mà 29 tuổi, sẽ khác với một cô đang học với Nhi mà 49 tuổi. Tại vì sao?
ở mỗi cái độ tuổi, cái nhu cầu tìm tài chính của họ là khác nhau. Ví dụ 19 tuổi nó chưa có trải nghiệm đời, nó muốn kiếm tiền, nó chỉ muốn bắt đầu cuộc đời của nó là giàu, tại vì ai cũng nói nó phải như vậy. Một cái đứa 29 tuổi nó bắt đầu nhận thức thấy là cần nhiều hơn là giàu, làm sao để thu hút đàn ông, làm sao để nó kiếm tiền, làm sao để nó có con, làm sao để lo cho tương lai của nó. Một người 49 tuổi có thể họ đã đổ vỡ trong hôn nhân, tiền bạc vẫn không thấy, cuộc đời thấy đi xuống, nhan sắc đi xuống, bây giờ còn thêm một cục nợ nữa, giờ giải quyết như thế nào? Bạn thấy ba người đó có thể họ trải qua ba thứ khác nhau trong cuộc đời. Và chỉ có khi trong lớp thì Nhi mới có thể dạy được cho các bạn là ở tại thời điểm này cái cách để giải quyết vấn đề của bạn là như thế nào. Được chưa? Rồi, tại sao bạn phải nên lên kế hoạch từ nghỉ hưu? Rồi, các bạn hỏi Nhi là song song với những cái mà Nhi vừa mới chia sẻ cho các bạn thì đây là Nhi. Thì Nhi biết một điều là Nhi hy sinh cái tuổi trẻ của Nhi để tập trung vào sự nghiệp. Như Nhi chia sẻ với các bạn đó, cái của phụ nữ á, là từ 15 tuổi cho tới ba mấy tuổi Nhi chia sẻ cho các bạn á. Lại một cái video cũ nữa. Giờ lát là sexual market, tức là cái giá trị về nhan sắc của bạn cũng như tình yêu của bạn theo độ tuổi. Coi cái video cũ đó luôn. Trời ơi, một cái video mà Nhi có thể nhắc cho các bạn bao nhiêu cái video cũ, các bạn phải học lại để hiểu. Thì tại cái thời điểm đó Nhi bỏ thời gian công sức của Nhi ra để Nhi tập trung vô việc bản thân mình phải phát triển và doanh nghiệp và nhiều thứ khác. Nhi không hề dành thời gian để đi yêu đương và làm mấy cái chuyện cù bắp mí ghim như những con phụ nữ khác. Có thể là một cái blessing, Nhi nghĩ là may mắn, đó là Nhi nhận thức sớm và Nhi khôn ngoan hơn người khác. Nhưng mà Nhi nghĩ một cái mà Nhi đánh giá cao về chính bản thân của mình, Nhi không gọi là kiêu ngạo, đó là Nhi rất chăm chỉ, Nhi rất siêng, Nhi rất là kiên trì. Và đặc biệt là Nhi không có nhiều thói quen xấu. Nhi gọi là Nhi không có nhiều thói quen xấu chứ không phải là Nhi không có thói quen xấu. Nhi nghĩ là Nhi hồi xưa còn trả cái thói quen xấu của Nhi, đó là uống rượu. Ok, uống rượu là do mình stress quá, mình đi làm nhiều mình stress. Còn hơn cái đó, ngoài cái đó ra Nhi thấy Nhi không có thói quen gì xấu hết. Nhi là một người biết cách chi tiêu rất là tiết kiệm. Nhi là một người biết cách xài tiền làm sao khôn ngoan. Nhi đầu tư ngược lại vô bản thân Nhi. Rồi Nhi mở doanh nghiệp từ sớm. Rồi Nhi cũng là người biết cách là khi Nhi té xuống Nhi đứng lên lại như thế nào. Và Nhi cũng là một người tin vô trực giác của Nhi chẳng hạn. Okay, Nhi hiểu được là có những thứ á, mình phải bỏ cái nhỏ để có cái lớn á. Cái đó Nhi hiểu công thức đó. Thì Nhi sẽ phân tích cho các bạn một trong những cái yếu tố giúp Nhi đạt được cái điều này sớm. Đó là ở Singapore nó có cái gọi là CPF. Các bạn có thể tìm hiểu cái CPF này. Nhưng biết ở tiếng Việt nó có cho các bạn không. Nhưng đại loại là khi mà các bạn đem nhận được tiền lương về, Nhi nói ví dụ như 10 triệu đi. Ok, Nhi dùng cho những bạn mà rồi xong nó sẽ chia ra là ví dụ như là 1 triệu vô tài khoản, 1 triệu vô cái đầu tiên này chẳng hạn, rồi 1 triệu khác vô cái này chẳng hạn, rồi 1 triệu khác vô cái này. Ba cái này là cái yêu cầu cần để các bạn có thể nghỉ hưu được mà. Đó là bạn cần tiền để mà mỗi tháng người ta trả lại cho bạn là tiền nghỉ hưu, là tiền già đó, là gọi là income, tức là thu nhập. Rồi. Cái thứ hai là nhà. Và cái thứ ba là sức khỏe. Thì người sinh họ chuẩn bị cái này sẵn cho tất cả người dân sinh khi mà các bạn còn trẻ luôn. Tức là Eva mà 18 tuổi là cái tài khoản này nó bắt đầu kích hoạt rồi, để cho họ chăm sóc những cái người dân ở đây. Và nếu các bạn nói chị Nhi nhưng mà em ở ví dụ trừ ra thì nó còn lại 7 triệu đây, trừ 3 triệu thì bạn còn lại đây 7 triệu. 7 triệu đó là trách nhiệm của bạn, để bạn dùng cái này nè, lo cho gia đình nè, lo cho người thân nè, đầu tư thêm nè, hay là mở doanh nghiệp, hay bất cứ cái gì đó là trách nhiệm của bạn. Thì cái tài khoản này của Nhi nó đã, Nhi gọi cái từ là xong rồi. Ok, xong tức là Nhi tích xong cái tài khoản này rồi. Ok, thì đây là cái nguồn thu nhập đó, một trong những nguồn thu nhập nghỉ hưu của Nhi. Cái này Nhi chỉ được lấy ra khi Nhi 65 tuổi. Ok, từ giờ cho tới 65 tuổi Nhi không cần phải đụng vô cái này. Đến lúc đó Nhi tự có tiền quay trở lại. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, các bạn hỏi tiền ở đâu chị Nhi có để mà chị Nhi, tại sao chị Nhi còn vẫn còn làm. Nó là doanh nghiệp của Nhi, doanh nghiệp của Nhi nuôi Nhi. Okay, Nhi có thể bán nó nhưng mà Nhi không chọn bán. Tại vì sao? Tại vì Nhi thích, Nhi rất là thích. Nhi có một cái máu làm kinh doanh và Nhi yêu thích cái điều Nhi làm. Nhi cảm thấy nó không phải là áp lực đâu Nhi. Nhiều hồi Nhi cũng thay các bạn mà nghĩ tôi dễ lắm hả, tao stress. Nhưng mà trong cái stress đó nó lại làm cho mình cảm thấy yêu thích, mình cảm thấy mình được phát triển. Okay, đây là cái tư duy của Nhi. Nhi cảm thấy mỗi lần mà doanh nghiệp của Nhi tiến lên đó, Nhi cảm thấy Nhi được phát triển, Nhi thích lắm. Nhi cảm thấy Nhi trưởng thành lên mỗi ngày khi mà Nhi
càng biết nhiều về kinh tế, càng hiểu được cái công thức làm ra tiền và vân vân. Tại vì Nhi đang ở cái tầng cống hiến, và cái tầng cống hiến đối với Nhi là quan trọng, bởi vì để có cống hiến thì bạn phải có thứ để cho. Bạn không học, bạn không phát triển, bạn cho cái gì, bạn lấy cái gì để cho, phải không? Thì đối với Nhi rất là thích doanh nghiệp của mình. Rồi xong với cái đó thì Nhi có đầu tư. Đầu tư thì các bạn đầu tư đâu, kể các bạn, Nhi đầu tư trong bất động sản. Đây là cái mà cái cũng là cái Nhi rất thích. Thứ nhất, bất động sản nó không có cảm xúc, nó là nhà, và nhà thì nó chán, được chưa? Và Nhi có nhân viên và người vận hành như Nhi, và Nhi rất là thích đi view nhà. Mỗi lần đi view nhà, Nhi nhìn thấy nhà có vấn đề, Nhi cảm thấy khoái lắm, tại Nhi nhìn thấy có vấn đề tức là có tiền. Và Nhi nói Nhi thích, Nhi rất thích, Nhi phải làm cái thứ Nhi thích nữa các bạn, chứ không thích Nhi cũng không thích nữa. Rồi cái khác nữa, tiền đâu chị Nhi nghỉ hưu nữa. Nhi có cái source của những cái gọi là từ nhiều nguồn khác nữa, gọi là người ta gọi là multi source of income, tức là nhiều nguồn. Nhiều nguồn này bao gồm ví dụ như là khách hàng riêng của Nhi, coach private với Nhi, tức là họ học cá nhân với Nhi đi, ok. Rồi song song với cái này thì Nhi có tiền từ việc là Nhi đầu tư vô bạn Nhi, ví dụ như bạn Nhi đầu tư chứng khoán, bạn Nhi sẽ giúp Nhi support cái hỗ trợ cái portfolio, tiếng Việt nó là cái gì trời, đại loại là nguyên một cái tổng hợp, Nhi dùng từ tổng hợp đi, ok, tổng hợp cổ phiếu của Nhi. Nhi cũng mới bán cổ phiếu của Nhi, tại vì Nhi theo thời gian Nhi đầu tư vô này, Nhi cảm thấy Nhi không có thích nó nữa, Nhi không có máu lửa như hồi xưa nữa, Nhi cảm thấy Nhi sẽ dồn nó vô cái mà Nhi thích thôi, được chưa? Rồi ví dụ như mua vàng chẳng hạn, bạn có thể trữ vàng, đó là cái mà Nhi lâu lâu Nhi cũng thích nữa. Rồi cái chủ yếu của Nhi thấy mà Nhi thành công được, đó là nó đến từ doanh nghiệp của mình và cái đầu tư bất động sản của mình. Đây là hai cái nguồn chính mà nuôi sống Nhi, và Nhi biết là nếu như kiếp Nhi cứ duy trì như vậy thì Nhi sẽ không có chết đói được. Và duy trì nó rất là khổ, nó rất là dễ so với cái lúc bắt đầu. Ví dụ lúc bắt đầu Nhi cần một ngày 10 tiếng để làm, thì bây giờ mỗi ngày Nhi chỉ cần có 1 tiếng để làm. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi. Đừng có quên là like, share, subscribe hết tất cả các kênh khác trên nền tảng xã hội khác. Rồi những các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện học cá nhân với Nhi, có thể nhấn đôi vô đường link. Không muốn học cá nhân với Nhi, học trực tiếp ở đây thì tiếp tục học. Muốn học với thầy Nhi cũng vô đường link luôn. Muốn tham gia Nhi Lê Team cũng vô đường link luôn. Tất cả những đường link thì under the description, tức là dưới cái khung mô tả đó. Khung mô tả của bên này, khung mô tả, nhấn vô cái khung mô tả. Nó khó hết mấy cái đường link màu xanh da trời đó. Muốn cái nào nhấn cái đó.